Đây là cái công việc hàng ngày của các nhân viên môi trường đô thị ấy, thưa quý vị. Để có những cái môi trường và cảnh quan xanh tốt thì không thể thiếu được những cái bộ phận tỉa cây này. Đấy, quý vị nhìn những cái cây này rất là tốt, rất là đẹp. Nó có những cái được cấp tỉa thường xuyên, tưới nước nó rất là đẹp. Có được những cái cây như này thật không là hề là đơn giản đấy quý vị ạ.